Chào Dương Vy. Vâng, em chào anh. Anh ngủ Bữa muộn đấy. bữa nào cũng khuya, bữa nào cũng thức khuya, chờ anh em like lên rồi với lại nói chung là mình mất ngủ. Nhà. Mất ngủ vì những vấn đề. Nói chung trước khi vào chương trình chính của Dương Vy thì cũng kính chúc toàn thể anh em trên cộng đồng mạng cũng như mọi người dân trên mọi vùng vùng đất nước, mọi miền tổ quốc và những kiều bào hải ngoại đang có lòng hướng đến hướng về quê hương trong những ngày này là chúc sức khỏe, cầu chúc cái sự bình an cũng như là được nghỉ những ngày lễ trọn vẹn hạnh phúc bên gia đình, người thân. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường công tác phòng chống cái dịch bệnh có khả năng cao về cái lây nhiễm. Và hiện nay thì tình hình dịch Covid nó cũng đang có chiều hướng là không tốt, đã có một số ca lây nhiễm, đặc biệt là ở Hà Nam, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành đã có ca nhiễm. Cũng mong bà con chúng ta vui vui những ngày lễ trọng đại của đất nước, mừng non sông thu về một mối, thì cũng không quên cái nhiệm vụ và trách nhiệm của một công dân trong cái thời gian phòng chống dịch. Thì hôm nay cũng chỉ còn giờ này là còn đúng 10 tiếng đồng hồ nữa. Giờ này là gọi là 12 giờ rưỡi đêm, 24 giờ 30, thì có nghĩa rằng là còn 11 tiếng nữa, 11 tiếng nữa là lá cờ của giải phóng đã cắm ở trên nóc Dinh Độc Lập, thể hiện cái cuộc chiến kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã giành thắng lợi hoàn toàn, đưa đất nước độc lập thống nhất tiến lên cùng nhau xây dựng xã hội chủ nghĩa trên đất nước, cũng như là đã đưa được đất nước chúng ta đến một cái ngày hội, đó là ngày hội trọn vẹn non sông. Thế hệ chúng ta đây, thế hệ anh em chúng ta ngồi đây, Đúng rồi, đúng rồi. chỉ trừ một số chú cô là những người đã từng tham gia một cuộc chiến, ví dụ như chú Văn Nghiễn ở tại cái tỉnh gì mà Bắc thì mình cũng không nhớ rõ, chú Văn Nghiễn, hoặc là những người lớn tuổi hơn đã sống trong ở miền Nam trong cái giai đoạn đó, hiểu biết được về cái ngày lịch sử. Còn tụi em thì cũng là cái thế hệ sinh sau, chỉ biết chỉ đọc qua sách báo, phim ảnh và lời kể của những người đi trước, nhưng mà cái cảm nhận về một cái đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do ngày hôm nay, đó là cái thành quả là xương máu của cả hàng triệu liệt sĩ, hàng trăm ngàn bà mẹ Việt Nam anh hùng đã dành hết những người con thân yêu của mình cho quê hương đất nước, và hàng triệu người dân vô tội bị chết vì bom đạn, và hàng trăm hàng ngàn thanh thiếu niên xanh xao này ảnh hưởng cái chất độc hóa học, cũng như là hàng ngàn người dân vô tội chết vì bom đạn sau chiến tranh. Thì ngày non sông được thống nhất thì cũng có hàng triệu người vui và cũng có hàng triệu người buồn. Buồn không phải vì cái gì, buồn vì con người ta, anh em nhà người ta được sống, được lành lặn, được trở về, còn con mình, anh em mình, gia người thân mình đã mất vĩnh viễn ra đi ở cái tuổi 20, vì cống hiến cái tuổi xuân cho quê hương đất nước. Nói như là anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, hoặc là bác sĩ anh hùng lực lượng vũ trang Đặng Thị Trâm ở trong những cái cuốn hồi ký mãi mãi tuổi 20, biết bao nhiêu là anh hùng chiến sĩ, biết bao nhiêu là người tuổi trẻ như Lý Tự Trọng, như Nguyễn Văn Trỗi, rất là nhiều, Nguyễn Thái Bình, vân vân, rất là nhiều. Chúng ta không thể kể từng tên,
nhưng mà chúng ta cũng sẽ tri ân tất cả các anh hùng liệt sĩ. Quay về cái vấn đề chính, cái lịch sử Việt Nam, cái dân tộc Việt Nam đã trải qua hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước từ đời Hùng Vương, con hồng cháu lạc, đã trải qua biết bao nhiêu cái biến cố, biết bao nhiêu cái cuộc xâm lăng của ngoại bang, chúng ta vẫn đứng vững, chúng ta vẫn phát triển, chúng ta không bị đồng hóa. Thì cái cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, là một trận chiến, là kết thúc của một trận chiến là vinh quang. Chúng ta không phủ nhận được vai trò, vị trí của giai đoạn lịch sử đó. Cũng giống như cách đây hơn mấy trăm năm, cái vào ngày mùng 5 tới Kỷ Dậu năm 1789, Hoàng đế Á Quả Quang Trung đã tiến vào kinh thành Thăng Long sau khi quét sạch 29 vạn quân Thanh. Do những kẻ phản bội tổ quốc, những kẻ cọng rắn cắn ngà ngà như Lê Chiêu Thống, như Gia Long, như Nguyễn Ánh, những kẻ đã tiếp tay cho quân Thanh vào xâm lược, vào đô hộ đất nước Việt Nam lúc bấy giờ. Thì còn nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ, thì chúng ta phải nhìn lại cái quá khứ, nhìn lại cái lịch sử. Không phải tự dưng Mỹ nhảy vào, nhưng trước Mỹ là ai? Trước Mỹ là ai? Và kẻ nào đã rước những kẻ trước trước Mỹ, mà hàng ngày chúng ra rã, chúng yêu cầu, chúng đòi hỏi, chúng sách nhiễu, là những cái kẻ bán nước hại dân, chế độ Tây Sai, nghị quyền Sài Gòn. Phải nói cho nó rõ, chúng ta có thể là bỏ qua, chúng ta có thể là ghét lại, chúng ta có thể là không nhắc đến, nhưng mà lịch sử vẫn phải ghi. Nghĩa rằng là những kẻ tay sai vẫn là tay sai, Ngụy vẫn là Ngụy, phản quốc vẫn là phản quốc. Chúng ta có muốn tăng cường cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước thì chúng ta cũng không quên quá khứ, chúng ta không quên lịch sử. Chúng ta tạm thời ghét lại, chúng ta tạm thời ghét lại, chứ chúng ta không phải là chúng ta bỏ qua. Đảng nhà nước có những cái nghị quyết, có những quyết sách thể hiện cái tinh thần nhân ái, bao dung, tha thứ, rộng lượng cho những người lầm đường lạc lối, quay về cái nẻo thiện. Nhưng chúng ta không quên, không quên cái quá khứ đau thương của dân tộc mà những kẻ đã rước ngôi bang vào, đó là bị lũ tay sai, nghị quân nghị quyền mang nước. Thì chúng ta phải nhìn cho rõ, ai là phải quỳ gối để xin đi hòa hợp. Dân tộc này, đất nước này, thể chế này, chúng tôi cũng muốn các vị, những người đã làm đường lạc lối quay về, nhưng mà chúng tôi không hòa hợp, chúng tôi không hòa giải. Và nghị quyết 36 cũng như chỉ thị 45 không có hòa hợp, mà chủ yếu là tăng cường khối đại đoàn kết để giúp cho đồng bào hải ngoại có điều kiện trở về thăm quê hương đất nước, tổ tiên ông bà. Chứ chúng ta không có hòa hợp, chúng ta vẫn là ngẩng cao đầu để chúng ta lý do gì hòa hợp. Những người muốn về, các anh muốn về, các chú muốn về, thì các chú là người phải xin, xin cái nhà nước này, xin cái nhân dân này, xin cái dân tộc này. Các anh đòi hỏi, nhiều khi mình nói ra nó hơi xúc phạm một chút, nó hơi sốc ốc một chút, nhiều người nghĩ đúng không? Vâng. Đi Ấn Độ người ta mà bày đặt đùi chảnh chó. Bản thân mình lên diễn đàn không bao giờ mình muốn nói những cái lời nói thô lỗ, nhưng mà cái câu nói dân gian ông bà, câu nói cái kiểu như sớm làng, đúng không? Đi Ấn Độ mà đùi bày đặt muốn lên làm ông chủ, anh không có thể có cái quyền đó. Những cái kênh hải ngoại hiện nay, vào những ngày này là những ngày mà bọn chúng rất cảm thấy rất là nhục nhã, họ muốn lấp liếm đi, họ muốn che giấu đi cái sự thật,
mà được phơi bày hàng năm. Bọn chúng ra rã rằng là gì? Cộng sản phải hòa hợp với chúng tôi. Cộng sản không có cái gì mà phải hòa hợp với mấy anh đó. Mấy anh đó, có năn nỉ nhà nước cộng sản này, chính quyền này, nhân dân này tha thứ cho các anh để các anh được về. Chứ anh đòi người ta phải hòa hợp với anh, hòa giải cho anh. Chứ anh là cái thá gì mà phải hòa giải. Cho nên anh nói với Dương Quy á, trên diễn đàn của anh Thơ Quang, anh cũng đã nói, bữa nay anh nói với là Dương Quy, đến ngày hôm nay anh nghiên cứu rất là kỹ cái chỉ thị, cái nghị quyết 36 và cái chỉ thị 45. Không có một từ nào nhà nước này gọi là hòa hợp hòa giải. Có nghĩa rằng là nhà nước sẵn sàng ghét lại quá khứ và xem cộng đồng người Việt ở hải ngoại là một bộ phận không tách rời của nhân dân, của dân tộc Việt Nam. Mong muốn những người đó nên về Việt Nam thăm quê hương, thăm tổ tiên để giáo dục cho con cháu thế hệ sau này biết nguồn gốc của ông bà cha mẹ. Chứ chúng ta không có hòa hợp, chúng ta không hòa giải. Trước đây chúng ta hư dùng từ hòa hợp, nhưng mà không có cái chuyện hòa hợp hòa giải. Còn bọn bên đó họ muốn nó hòa hợp hòa giải là chuyện của họ. Đảng nhà nước chưa bao giờ dùng từ đó. Thì chúng ta khẳng định rằng nhà nước này vẫn luôn mong muốn bà con kiều bào, dù bản thân anh có còn định kiến về thể chế, anh còn định kiến về xã hội, anh còn mặc cảm về tội lỗi của anh, nhưng nhà nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam cũng sẵn sàng tha thứ cho anh, bỏ qua cho anh, để anh tạo điều kiện cho anh được trở về thăm quê hương. Nhưng khi anh bước chân vào lãnh thổ Việt Nam thì anh phải chấp hành đúng theo hiến pháp và pháp luật của Việt Nam. Còn anh có lơ tơ mơ thì người ta bắt anh đừng có nói. Còn anh bên đó anh ra là anh chống thì anh chống thì anh. Nhưng mà khi anh đã xin được cái vé, anh muốn được vào Việt Nam thì anh phải chấp hành pháp luật của nước sở tại. Mà người Việt Nam đi ra các nơi trên thế giới làm ăn kinh tế hoặc là hợp tác lao động hoặc vân vân hoặc vân vân, thì nhà nước Việt Nam vẫn khuyến cáo công dân của mình khi đến nước nào phải chấp hành đúng luật pháp của nước sở tại đó. Chúng ta không áp dụng luật Việt Nam vào các nước khác, nhưng Việt Nam cũng không đồng ý công dân nước khác áp dụng luật nước họ vào Việt Nam. Nước của tôi có hiến pháp, có pháp luật thì chúng tôi bắt buộc phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Anh gây ra, anh phạm pháp trên lãnh thổ Việt Nam, anh phải bị xử lý ở trên đất nước Việt Nam. Còn anh vi phạm ở nước Anh, ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức mà anh trốn vào Việt Nam thì Việt Nam có trách nhiệm phối hợp bắt giữ và trục xuất về cái nước sở tại để nước sở tại xử lý. Còn Việt Nam mà không xử lý, tại vì có vi phạm trên đất nước Việt Nam đâu xử lý. Cho nên á, có một trường hợp, có một cái vụ việc mà ngày hôm nay mình muốn nói lại, đó là một trường hợp ở Quảng Ninh. Một số lượng lớn người Trung Quốc, lúc đó cũng có hàng trăm người qua Việt Nam thuê khách sạn, ở trong khách sạn tổ chức đánh bài trực tiếp, và chủ yếu cái đối tượng tham gia là chủ yếu người Trung Quốc. Khi Trung Quốc phát hiện ra có một cái đường dây đánh bạc từ nước ngoài và điều hành và người Trung Quốc tham gia, trong đó hoàn toàn không có người Việt Nam, sau khi Việt Nam phối hợp với lực lượng chức năng của Trung Quốc bắt được cái vụ đó và trục xuất toàn bộ những lực lượng đó về Trung Quốc xử lý, thì cũng có một số thành phần bao quê lên nó tại sao bắt mà lại thả, lại sợ Trung Quốc thả quá đúng. Tuy rằng là họ đặt cái máy chủ ở Việt Nam nhưng mà họ không vi phạm cái quy định là tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc thì Việt Nam trục xuất về bên đó xử lý. Đó là đúng theo tinh thần quốc tế, những công ước mình đã ký với các nước về nội dung cung về tội phạm, nó cho nó rõ. Còn nếu như trường hợp anh vi phạm ở trên đất nước Việt Nam, Việt Nam vẫn xử lý. Mà điển hình nhất là thành phố Hà Nội đã tuyên 2 án tử hình đối với 2 công dân Trung Quốc gây ra cái chết cho một người dân cũng là người Trung Quốc nhưng mà hành vi phạm pháp trên đất nước Việt Nam, cho nên Việt Nam vẫn tuyên án tử hình 2 trường hợp. Dương Quy có nhớ vụ đó không? Dương Quy có nhớ cái vụ mà thành phố Hà Nội tuyên án tử hình 2 công dân Trung Quốc giết một cái người đồng nghiệp cũng là người Trung Quốc ở trên lãnh thổ Việt Nam không? Anh nói Dương Quy có nghe không? Có, em nghe mà.
ấy là nói những cái vụ đấy có nghe đó không? Cho nên mình nói đó, Có. ngày hôm nay là ngày chúng ta kỷ niệm, kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành đúng theo ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh cho Mỹ Cút, đánh cho Ngụy Nhào, Ngụy chỉ Nhào chứ chúng ta không đánh cho Ngụy Cút, dù gì cũng là người Việt. Nhưng những thành phần có nợ máu, có tội ác với nhân dân, họ sợ họ phải đi. Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn đó vẫn tạo điều kiện cho họ đi. Nhà nước Việt Nam không 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 ngăn cấm. Chứ nói thật Dương Quy, nếu như anh em mình không sống thời đó, không sinh thời đó, chứ những người lớn tuổi tham gia trước đó họ nói chỉ cần cộng sản không cho phép bất cứ mọi người dân di tản ở đâu ở yên đó, anh đi tôi bắn chết. Xung quanh lúc đó là các cái loại pháo cao xạ, pháo này nọ, máy bay đủ điều kiện bay ra biển và đánh chìm tất cả các loại tàu thuyền mà di tản người dân nếu như chống lệnh. Nhưng mình nghĩ đúng không? Đủ khả năng, súng đạn đại bác của Việt Nam lúc bây giờ đủ khả năng bắn ra ngoài biển để đánh chìm tất cả những cái loại tàu thuyền mà đưa người dân Việt Nam di tản. Nhưng Việt Nam mình không làm, đó là gì? Cái nhân đạo. Bây giờ họ đã lầm được là lối, họ sợ cái lúc đó họ sợ dân miền Nam trả thù. Tại sao mà những thành phần đó phải trốn đi? Tại vì họ đã từng sống, họ đã từng làm tay sai trong cái chế độ cũ. Và rất những thành phần đó rất là nhiều nợ máu. Nếu như nhà nước Việt Nam không để cho họ đi mà ở lại trong nước thì nhân dân những cái nhà mà có hàng chục người con, hàng chục người thân bị bọn chúng giết, hoặc là những cái kẻ mà đã cầm súng bắn ám sát những cái vụ như vụ Mỹ Lai này nọ, vân vân, rất là nhiều vụ đó, thì nhân dân miền Nam sẽ trả thù. Cho nên nhà nước Việt Nam vì nhân đạo cho ra đi. Cái vấn đề thứ hai, những kẻ mà có nợ máu nhiều, nhà nước tập trung cải tạo, tránh trường hợp sống ở ngoài, những người dân xung quanh xóm làng người ta bức xúc. Cho nên dân miền Nam á, lúc bấy giờ một số kẻ ra đi nhiều là lý do đó. Chứ chẳng phải là cộng sản vào mà tắm máu hay giết một này đó mà sợ mà đi đâu. Chứ ông già nào đó cũng tham gia chế độ cũ vậy, ông cũng kể vậy. Sau đó rồi 34 xong rồi ông trình diện, nhưng mà ở Anh thì giải phóng trước thành phố Hồ Chí Minh hơn 10 ngày ông ra trình diện. Trình diện sau khi mà giải phóng xong hết miền Nam á, vào ngày 34 đầu là đưa đi học tập cải tạo cũng 7 ngày mà cũng về cũng làm ăn sinh sống. Sau đó giai đoạn bắt đầu là sau cái đại hội 6, sau cái đại hội 6 năm 1986 á, bắt đầu là chuyển qua cái chế độ là xây dựng cái nền kinh tế thị trường, đổi mới về kinh tế. Lúc đó là tất cả đất đai ruộng vườn đều phân chia theo bình quân nhân khẩu, thì không kể gia đình đó là người theo chế độ nào, theo thành phần nào, dù có ác ôn, dù có nợ máu, nhưng mà vẫn còn sống trên đất nước Việt Nam, trên lãnh thổ Việt Nam vẫn đều chia theo nhân khẩu. Ví dụ như ở anh này nè, ở địa phương anh nè, cái giai đoạn tám mấy chín mươi đó, khi mà chia ruộng đất đó, là bình quân mỗi nhân khẩu được một sào. Một sào ở miền Nam chứ không phải sào miền Bắc, sào miền Nam là 1.000 mét vuông á, nha Nhung Vĩ. Vâng. Có nghĩa rằng ví dụ như nhà anh này nè, nhà anh là ba mẹ anh, sáu anh chị em là tổng cộng là 8 người, 8 người vẫn được chia theo bình quân nhân khẩu. Nếu một sào thì nó láo chứ cũng 900 mấy chục mét vuông á, thì tính ra là cũng cũng gần 7 sào, 6 sào mấy 6 sào 7 sào, gần 7 sào, 7 sào, 7 sào hơn. Vẫn làm ruộng, vẫn làm lúa, có nghĩa rằng là không kể thành phần đó là ai tham gia với gì, sau này nhà nước vẫn ăn đồng chia đều. Chẳng qua là cái thời thế sau này, cái giai đoạn hiện nay sau khi mà đất nước phát triển kinh tế, nhiều người họ có điều kiện kinh tế, họ làm ăn thì họ mua thêm đất ruộng, còn có người không có thì bán bớt đi. Cho nên cái này bữa nay ví dụ như cái vùng nông thôn đó, có nhiều người thì chỉ còn 1-2 sào, 1-2 ngàn mét vuông,
có người thì cũng còn 200-300 mét vuông, còn có người thì hàng hecta, tại vì sau này họ có tiền họ mua. Chứ còn cái giai đoạn đầu vẫn chia theo cái bình quân nhân khẩu à, không có chuyện mà ông này làm quan là được ruộng nhiều, ông kia ông này là cộng sản về được ruộng nhiều, còn ông là à, theo nghị theo cái đồ cũ là không có, nói gì là vô lý. Mà những người đi theo cách mạng có nhiều người không có ruộng. Điển hình như ở xóm anh à, điển hình như ở xóm anh một gia đình đó, hai vợ chồng đều tham gia cách mạng à, bản thân ông chồng là tập kết ra Bắc à, sau đó là trở về, sau khi tập kết xong à, về miền Nam chiến đấu và tới ngày hòa bình thống nhất, hai vợ chồng tiếp tục là cán bộ trong quân đội. Khi thời gian năm 89-90 khi mà xét cấp đất thì hai vợ chồng đang là cán bộ quân đội, không được cấp một miếng đất, miếng ruộng nữa. Đất nhà ông bà để lại thì có, nhưng mà ruộng thì không có. Trong khi nhà đó là bốn người con, hai vợ chồng là sáu miệng ăn, mà không được một cái ruộng nào hết. Mà hai vợ chồng là ông chồng là em biết là đảng viên, mà tao biết ông mất là 70 tuổi đảng. Khi bản thân ông đó khi mà từ trần là 70 tuổi đảng à, hai vợ chồng đều là thương binh và đều là hưởng chính sách hưu trí, tham gia quân đội là người có công, nhưng mà không có một miếng ruộng nào, có một cái nghiệt ngã vậy đó. Nhiều người tham gia cách mạng, thời gian sau đó là tiếp tục công tác trong đơn vị, trong cơ quan lại không được cấp. Còn những gia đình mà theo chế độ cũ vẫn được cấp đầy đủ, vẫn đảm bảo chính sách rất bắt bài lúc đó. Anh cũng nói chung à, lúc đó mình còn quá nhỏ, mình không hiểu, nhưng mà mình không hiểu lý em à, em biết là cái này là những người cán bộ tham gia công tác nhà nước thì sẽ không được cấp đất đai. Chính bố em cũng là một người lính tham gia chiến đấu, đã nghe vào tiếp quản thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà tham chiến ở phía Bắc. Sau này ấy, là về là cán bộ làm giáo viên, nhưng mà có một cái thời điểm sau năm 1986 ấy anh à, là có cái việc như này, những ai là cán bộ nhà, hai vợ chồng là cán bộ là không được cấp đất, kể cả con cái cũng không được hưởng luôn à, bắt buộc phải một người nghỉ việc, một người nghỉ việc về nhà là lấy đất, chia dụng đất là chia theo đồng người. Nếu mà gia đình đấy có một người là cán bộ còn một người làm nông thì người ta chia đất cho người không làm cán bộ đó, và con cái người đó cũng được hưởng đến đất, ví dụ một sao đấy ạ. Cho nên mình thấy cái chính sách thời bây giờ làm cho một số người là thanh làm cán bộ nhà nước, lương thì lúc đó chẳng có bao nhiêu, nhưng mà cuối cùng không có đất đai, nó có một cái bất hợp lý à. Nhưng mà những người đó là những người đổ xương đổ máu cho cái sự nghiệp giải phóng à, giải phóng dân tộc á, chứ không phải nói rằng là để bây giờ cái bọn ba quê bọn tuyên truyền chống phá đất nước họ xuyên tạc về cái chính sách đất đai của đảng nhà nước sau khi cái thời gian bao cấp à. Những người làm cán bộ không có. Nhà ông nội thứ của anh đây ở xét bãi giác nhà anh đây, anh luôn nói gian á, khi chia ruộng đất thì bản thân nhà có một người con gái à, làm nhà nước, chia theo bình quân nhân khẩu thì bản thân bà đó không có, không được phần. Chứ không phải là không, mình nói thật cái đó. Cho nên cái chính sách đất đai của lúc bây giờ có nhiều cái bất cập, mà có nhiều người tham gia cách mạng đi về lại tiếp tục phấn đấu ở trong cái đơn vị thì lại không có được cái gì hết. Mà cái tình cảnh lúc tuổi thơ của anh nhớ gia đình hai người đó khi làm công tác trong nhà nước về, bốn người con cũng gạt lúa với anh, cái thời đó gạt lúa bằng tay mà chứ không phải máy móc như bây giờ à, rồi khi mà lúa mà được gạt lên rồi bắt đầu là phải đánh, không có máy tuốt như bây giờ, phải đánh trâu bò đi dặm cho nó rớt cái hạt lúa ra. Thì em biết là những người con đó đi vũ rơm trong những cái đống rơm mà khi người ta thả ra vũ rơm đó, hoặc đi mót từng cái ngọn lúa, từng cái cây lúa mà người gặt còn sót lại để về có lúa mà ăn. Nó có nhiều cái mà mình nghĩ nó có nhiều cái bất hợp lý giai đoạn đó. Đáng lý những người đó có công đã được chia phần là mới đúng phải không, nhưng quý mà lại không được đó. Cho nên mình nói rằng là hiện nay chính sách mở, cho nên nhà nước khuyến khích người nào có tiền thì được nhiều,
À, chính sách bữa nay là không phải là chia bình quân như ngày xưa nữa, mà anh có nhiều, anh có tiền, anh có đủ điều kiện, anh được sở hữu nhiều. Còn anh không có thì anh sở hữu ít. Nhà nước không bắt buộc phải chia đều nữa. Nhưng mà mình mới thấy rằng là cái chính sách đất đai thời bấy giờ sau cái giải phóng đều chia bình quân hết, nhưng mà những người làm nhà nước thì không có. À, mà thiệt thòi cho những người đó. À, và cái giai đoạn đầu em thấy không, nhà nước mình nó cho dân làm kinh tế nhưng mà đâu cho đảng viên làm kinh tế, cho nên những người đảng viên lúc đó rất là khó khăn, rất là khổ cực. Nhưng mà đó là quy định của thời bấy giờ. Ừ, quy định của thời bấy giờ mình phải chấp nhận. Nhưng mà để nói rằng là đảng cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh thắng các cái đế quốc, thống nhất đất nước, và đảng không có lọ lọc gì cho từng cán bộ đảng viên. Chẳng qua là sau này kinh tế thị trường mở ra thì một số cán bộ đảng viên có chức vụ, lợi dụng cái chức vụ của mình có cái hành vi làm sai trái, và hiện nay cái công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn còn đang cháy, và rất nhiều cán bộ đảng viên phải bị xử lý, từ hình thức thấp nhất là kỷ luật về mặt đảng và chính quyền đến hình thức cao là phải xử lý hình sự. Mình không bao che cho cái việc làm sai của cán bộ đảng viên, nhưng mà mình đồng thời bản thân anh vẫn chống phá, vẫn đặt lại cái luận điệu xuyên tạc về cái vai trò, cái vị thế của Việt Nam ngày hôm nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, và đặc biệt trong cái công cuộc đổ máu đưa đất nước chúng ta tiến lên cái hùng cường, tiến lên cái tự do, cái dân chủ, cái giàu mạnh, xây dựng một đất nước hòa bình, độc lập, nhân ái, mà được cả cộng đồng thế giới đánh giá cao, là một hình mẫu phát triển, một hình mẫu về an sinh xã hội, một hình mẫu về một đất nước có chính sách xóa đói giảm nghèo rất tốt so với hiện nay, theo cái tầm nhìn thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Và các cái doanh nghiệp trong nước được cái chính sách mở bữa nay đã vươn xa, vươn rộng, vươn cao, đến những cái thị trường khó tính, đến những cái nơi mà đòi hỏi cái yêu cầu kỹ thuật cao, ví dụ như Mỹ. Mà hiện nay cái hãng xe VinFast của tỷ phú Hoàng Văn Vượng đã vào được Mỹ, đó là một cái thành quả của một người lao động làm ăn chân chính. Họ chịu khó đầu tư, họ chịu khó học hỏi, họ chịu khó, nói chung là rất là nhiều từ trong đó mình không thể diễn đạt hết. Nhưng sự thành công đó của một người dân có cái cơ chế, có cái định hướng của nhà nước, và nhà nước bữa nay không bạo biện làm thay cho các doanh nghiệp, mà để các doanh nghiệp tự có hướng đi cho phù hợp với lợi như là cái lợi thế của mình. Thì mình nói khẳng định rằng là 46 năm đã trôi qua, lịch sử chúng ta cũng đã khép lại, đất nước chúng ta cái đau thương lần lần cũng mất đi. Những cô, những chú, những anh hùng liệt sĩ, có một những người còn sống tuổi cũng đã già, chúng ta tri ân, chúng ta tưởng nhớ, chúng ta ghi công để cho con cháu thế hệ sau này nhớ về lịch sử của dân tộc, nhưng chúng ta không hồi niệm, chúng ta không nhắc lại, để lấy đó làm cái quá khứ, và chúng ta phải nhìn tới thực tế hiện nay để chúng ta tiến lên, vươn lên bằng bạn bè năm châu, bằng các nước khác. Mà điển hình tới ngày hôm nay, Việt Nam trải qua 25 năm phát triển, 25 năm phát triển, từ một nước không hề xuất khẩu được một đồng đô la nào, mà còn phải nhận viện trợ của các nước sao chủ nghĩa, còn phải nhận viện trợ của các nước anh em để về nuôi dân. Nhưng mà chỉ sau một thời gian ngắn, chúng ta hiện nay, cái tỷ trọng xuất khẩu của chúng ta hiện nay đứng hàng thứ hai khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Singapore trong năm 2020. Phải nói cho rõ, Việt Nam hiện nay cái giá trị xuất khẩu của Việt Nam trong tất cả các thành phần kinh tế thì Việt Nam chúng ta đứng hàng thứ hai sau Singapore về giá trị xuất khẩu ở khu vực Đông Nam Á. Nền kinh tế của chúng ta đứng hàng thứ 37 thế giới. Một bước tiến thần kỳ, một bước tiến mà nhiều người không nghĩ được. Khi đầu nhiệm kỳ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nói
trong nhiệm kỳ cố gắng Việt Nam đứng hàng thứ 48. Nhưng trong 5 năm với sự điều hành của chính phủ, sự điều hành của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, các địa phương, thì chúng ta đã tăng được 11 bậc so với lại cái dự kiến ban đầu, là từ cái mức 48, nền kinh tế đứng thứ 48, trở thành một cái nền kinh tế đứng thứ 37 trên thế giới. Và chúng ta đã đứng hàng thứ tư trong khu vực Đông Nam Á, vượt cả Singapore về cái chỉ số GDP. Việt Nam là nước xuất khẩu đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á sau Singapore. Và Việt Nam là một nước có chỉ số hạnh phúc đứng đầu thế giới và đứng thứ năm đứng đầu châu Á và đứng thứ năm thế giới. Và Việt Nam là một hình mẫu về công tác phòng chống dịch bệnh trong năm 2020, và các quốc gia khác đang cố gắng học tập kinh nghiệm phòng chống dịch của Việt Nam. Và Việt Nam là một nước mà khi mọi người dân Việt Nam đi đến ở tại đâu trên thế giới cũng được người dân ở đó mến mộ, đặc biệt là ở khu vực châu Phi. Các cái thành phần vũ trang xung đột sắc tộc tôn giáo dân tộc ở các nước châu Phi, nhưng khi thấy dân dân Việt Nam, thấy cờ Việt Nam, đều tung hô Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, và họ sẵn sàng nhường tất cả những gì lợi thế nhất cho Việt Nam. Đó là một cái tính nhân văn, nhân bản, cái sự cái gì mình gọi là chí nghĩ chí tình, chơi với bạn thì hết nghĩ hết tình. Cho nên mình mới nói là cơ đồ của Việt Nam ngày hôm nay không phải là do ai dựng lên, mà công sức đó là toàn dân tộc Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và điều hành của chính quyền của nhà nước từ trung ương đến cơ sở, chứ không phải của một cá nhân nào mà làm nên. Thì các bác ba quê, các bác ba sập cũng nhìn thấy cái thực tế đó, mà các bác cũng nên giảm bớt cái việc chống phá, giảm bớt cái sự hận thù, giảm bớt cái định kiến xã hội, giảm bỏ đi cái suy nghĩ tiêu cực trong người. Thế càng làm cho mình bực tức thì cái suy nghĩ của mình càng nặng thêm, càng sanh ra đau bệnh thêm. Cho nên các bác cứ cố gắng này, kiếm vé máy bay vào Việt Nam, thăm quê hương, thấy đất nước phát triển như thế nào, nhà cửa xe cộ, cuộc sống người dân ra sao, để các bác có cảm nhận được cái gì. Không ở đâu bằng quê hương của mình, không đâu bằng nơi chôn nhà tốt, không đâu bằng cái tình yêu thương của đồng bào. Mà trên thế giới này chỉ duy nhất có Việt Nam có từ đồng bào. Nói rõ với các anh chị vậy. Trên thế giới này chỉ có duy nhất Việt Nam có từ đồng bào. Trên thế giới này chỉ có duy nhất Việt Nam có ngày quốc giỗ, giỗ chung của dân tộc, không có nước nào có. Đó thì chia sẻ nãy giờ thì thôi, để anh cũng dừng ở đây để cho anh em khác ta lên rồi chia sẻ thêm. Còn có vấn đề thì ngày chiến thắng 30/4 thì anh em mình cũng tổ chức hội luận cũng nhiều, anh cũng không muốn nói tới cái vấn đề đó gì. Tại vì trước khi anh xuống thì anh ngày mai ngày nghỉ lễ 30/4 và ngày tế lao động 1/5 thì được nghỉ 4 ngày, anh có gửi lời nhắn dù gì đến anh em đồng đang. Nói chung thì cái này thì đấy, đầu live đầu live anh đã nói rồi, anh đã chúc hết rồi, thì chúc lại bây giờ thì nó cũng không thừa, nhưng mà nó cũng thấy thôi. Mình chúc lúc đầu rồi, chúc tất cả anh em là trong những cái ngày lễ là vui tươi an toàn, hạnh phúc, đồng thời cũng có biện pháp phòng chống tốt cái dịch đó. Anh chúc rồi thì cho anh xuống rồi mời anh em khác lên nha. Vâng, cảm ơn Du Huy nhiều. Em cảm ơn anh.